Tử vi tổng quan tuổi Sửu năm Giáp Thìn 2024 được các tinh chiếu rọi, có quý nhân dẫn đường. Cùng xem năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại những thay đổi tích cực gì cho những người tuổi Sửu nhé. Tổng quan tử vi tuổi Sửu năm Giáp Thìn 2024, trong số 12 con giáp, Sửu, Châu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai. Theo quan niệm của tử vi phương Đông, những người sinh ra trong năm Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là thường những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu, họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Tuổi Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nếu như năm Quý Mão 2023, tuổi Sửu có nhiều khởi sắc với người tuổi Sửu trên nhiều phương diện nhờ ngũ hành tương sinh, lại có các tinh chiếu mệnh nên tiền bạc của họ rủng rỉnh, tài lộc tăng tiến, cuộc sống thuận lợi, tình cảm êm đẹp, thì sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu cũng gặp khá nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc. Tử vi họ có nói, năm mới 2024 được hai phúc tinh là Thiên Đức và Phúc Đức hỗ trợ, tuổi Sửu có thể sẽ có sự thay đổi tích cực về nghề nghiệp. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, nên mạnh dạn thay đổi, vì họ sẽ dễ có được một công việc mới ít căng thẳng hơn so với vị trí trước đây, đồng thời lại mang đến thu nhập lớn hơn cho họ. Nếu đang rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc chưa có công việc mong muốn thì tin vui được cho là sẽ tới với tuổi Sửu trong tháng 4 và tháng 9. Do đó họ nên biết để nắm bắt thời cơ tốt hơn. Sự nghiệp, tài lộc. Sự nghiệp sẽ là một điểm sáng của người tuổi Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 này, mà trong đó họ sẽ tìm được một công việc phù hợp với bản thân hơn, đồng thời cũng được cấp trên trọng dụng hơn. Đặc biệt, nhờ có các tinh mang tên Phúc Đức và Ngọc Đường chiếu rọi, tuổi Sửu sẽ gặt hái nhiều tài lộc, có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài khoản tăng số. Chỉ có một lưu ý nhỏ cho tuổi này, đó là dù thu nhập tăng nhưng tuổi Sửu cần tránh chi tiêu hoang phí. Thay vào đó nên dành ra một khoản để đầu tư bên cạnh việc tiết kiệm định kỳ, có như thế thì mới duy trì được sự thịnh vượng lâu dài. Những người tuổi Sửu làm kinh doanh cũng được khuyên nên cẩn trọng hơn trong mọi quyết định, nhưng không đưa ra những quyết định vội vàng để tránh gặp thất bại. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ có thể gặt hái được thành công trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Cuộc sống, tình duyên, sức khỏe, cũng như chuyện công việc, cuộc sống, tình duyên của tuổi Sửu cũng sẽ dần tốt lên. Với những người đã có gia đình thì từ tháng 2 trở đi, những căng thẳng trong cuộc sống lứa đôi, khúc mắc trong các mối quan hệ sẽ dần được giải quyết, giúp họ có được một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Sửu độc thân cũng sẽ sớm có tin vui. Được sao Thiên Đức hỗ trợ, tuổi Sửu sẽ cầu được ước thấy, có được cái gật đầu từ người mà họ yêu mến. Thậm chí có thể tính đến chuyện trăm năm, nhất là vào tháng 4 và tháng 8, nên cần chú ý nắm bắt thời cơ trong hai tháng này. Về mặt sức khỏe, tuổi Sửu được khuyên nên biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi thì sức khỏe sẽ từ từ được cải thiện. Đặc biệt, nhờ có sự xuất hiện của sao Bát Tọa, trong năm Giáp Thìn 2024 tuổi Sửu sẽ có quý nhân giúp sức trong sự nghiệp, dẫn dắt họ vượt qua khó khăn, nâng cao danh tiếng và đi đến thành công. Do đó, tuổi Sửu cần phải năng nổ trong giao tiếp, mở rộng mạng lưới của mình để tăng khả năng gặp được quý nhân. Dưới đây là một vài lưu ý cụ thể cho những người tuổi Sửu trong năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Tân Sửu 1961, năm Giáp Thìn 2024, những người tuổi Tân Sửu sẽ có một cuộc sống thịnh vượng và đầy may mắn. Do đó nên biết tận dụng cơ hội này để đầu tư vào bản thân, học thêm các kỹ năng mới. Sự chăm chỉ sẽ đem lại trái ngọt và thành công sẽ nằm trong tầm với của họ. Tuổi Quý Sửu 1973, với những người tuổi Quý Sửu, năm 2024 sẽ là năm để họ có đất phát triển, gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó cũng đừng quên nghỉ ngơi để có một cuộc sống cân bằng nhé, vì bạn sẽ rất dễ bị stress nếu không biết dành thời gian cho bản thân cũng như chăm sóc sức khỏe của mình. Tuổi Ất Sửu 1985, tử vi học có nói năm 2024 sẽ mang lại những thay đổi đáng kể cho tuổi Ất Sửu. Đây là lúc họ có thể liều lĩnh một chút và bắt đầu một công việc mới, một thương vụ làm ăn mới cũng như một mối quan hệ mới. Hãy tích cực và tự tin, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tuổi Đinh Sửu 1997, tuổi Đinh Sửu sẽ có nhiều cơ hội tuyệt vời để họ phát triển bản thân và các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, dù là bất cứ điều gì thì cũng nhớ rằng dục tốc bất đạt để không phải hối hận nhé. Hãy kiên nhẫn, thong thả và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.